Tây Ninh không chỉ được biết đến như vùng đất tươi xanh của không gian núi rừng bao la, mà còn nổi tiếng với những món ngon gây thương nhớ. Trong số đó phải kể đến đặc sản bò tơ Tây Ninh. Hành trình hương vị phát sóng lúc 19h40 Chủ nhật ngày 29 tháng 8 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đầu bếp Ngọc Thuận và MC Quỳnh Châu với cách chế biến món bò tơ xào lăn nhé.